Phật bảo Bồ Tát mạn thù thất lợi. Giả sử nghiền nát ba ngàn đại thiên thế giới khám nhẫn này thành cực vi, mỗi cực vi là một thánh giả, có những thiện nam thiện nữ vân vân với tâm thanh tịnh đem các thứ thượng diệu ở thế gian đồ ăn nước uống y phục giường nằm thuốc thang vân vân bố thí cúng dường cho suốt cả cuộc đời dài ngắn của thánh chúng kia sau khi thánh chúng nhập niết bàn những thiện nam thiện nữ ấy thấu hết sáng lợi xây dựng bảo tháp trang trí cúng dường hoặc đem bày báu đầy như số cực vi trong ba ngàn đại thiên thế giới đã nói ở trước chứa đến trời sắc yếu cánh rồi đem hết bảy báu đó dâng cúng từng vị thánh giả kia suốt cả ngày đêm cúng dường liên tục không gián đoạn cho đến hết tuổi thọ của mình mạn thù thất lợi ý ông thế nào? do nhân duyên này mà các thiện nam thiện nữ vân vân đó được phước nhiều chăng? mạn thù thất lợi bạch Phật. bạch Thế tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều, phước bố thí nói trước, còn khó nghĩ bàn huống gì số phước ở đây đạt được. Phật bảo Bồ Tát mạn thù thất lợi thiện nam thiện nữ vân vân nào thọ trì kinh này rồi giảng nói truyền bá sẽ được phước hơn phước bố thí trước gấp trăm lần ngàn lần cho đến vô số lần mạn thủ thất lợi đối với công đức này nếu không hồi hướng cầu quả bồ đề của phật thì phải trải qua nhiều kiếp như vi trần làm vua trời tha hóa tự tại lại trải qua rất nhiều số kiếp như vi trần làm vua trời lạc biến hóa lại trải qua rất nhiều kiếp như vi trần làm vua trời đổ sửa đa lại trải qua rất nhiều kiếp như vi trần làm vua trời dạ ma lại trải qua rất nhiều kiếp như vi trần làm vua trời đế thích huống là vua chuyển luân nếu đem sự hồi hướng ấy cầu trí nhất thiết thì có thể thành tựu phương tiện thiện xảo của bát nhã ba la mật đa sẽ chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề mạn thù thất lợi. Giả sử người khắp châu thiện bộ này toàn là bậc dự lưu nhất lai bất hoảng, A-la-hán, độc giác, đồng như thóc lúa, gai trúc, cỏ sậy, lau mía, rừng, vân vân không còn chỗ trống. Có người hung ác nổi lên giận dữ, giết hại toàn bộ thánh giả ấy. Mạn thù thất lợi ý ông thế nào? Do việc này người kia mắc tội nhiều không? Mạn thù thất lợi bạch Phật. Bạch Thế Tôn rất nhiều, Bạch Thiện Thệ rất nhiều, giết một vị thánh còn đọa vào đại địa ngục vô gián, chịu khổ một kiếp, huống chi giết hại trường ấy thánh giả, người ấy mang tội không thể kể hết. Phật bảo Bồ Tát mạn thù thất lợi. Người nào hủy bán kinh điển này tội ấy còn nặng hơn trước, gấp trăm lần, ngàn lần cho đến vô số lần. Mạn thù thất lợi. Giả sử người khắp châu, đông thắng thân, toàn là bậc sự lưu nhất lai, bất hoàn, A-la-hán, độc giác, đông như thóc lúa, gai trúc, cỏ sậy, lau mía rừng, vân vân không còn chỗ trống. Có người hung bạo nổi lên giận dữ giết hại toàn bộ thánh giả ấy. Mạn thù thất lợi ý ông thế nào do việc này? Người kia mắc tội nhiều không? mạn thù thất lợi, bạch Phật, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch Thiện Thệ rất nhiều. Giết một vị thánh còn đọa vào đại địa ngục vô gián chịu khổ suốt một kiếp, huống chi giết hại chừng ấy thánh giả, người ấy mắc tội không thể kể hết. Phật bảo Bồ Tát mạn thù thất lợi. Người nào hủy báng kinh điển này, tội ấy nặng hơn trước gấp trăm lần, ngàn lần cho đến vô số lần. Mạn thủ thất lợi, giả sử người khắp châu Tây Nghiêu Hóa, toàn là bậc dự lưu, nhất lai, bất hoàn, A-la-hán, độc giác, đồng như thóc lúa, gai trúc, cỏ sậy, lau mía, rừng, vân vân không còn chỗ trống. Có người hung bạo nổi lên giận dữ, giết hại toàn bộ thánh giả ấy, mạn thù thất lợi. Ý ông thế nào do việc này người kia mắc tội nhiều không? Mạn thù thất lợi liền thưa Phật. Bạch Thế Tôn rất nhiều, Bạch Thiện Thệ rất nhiều. Giết một vị thánh còn đọa vào đại địa ngục vô gián, chịu khổ suốt một kiếp. Huống chi giết hại trường ấy thánh giả. Người kia mắc tội không thể kể hết. Phật bảo Bồ Tát mạn thù thất lợi. Người nào hủy báng kinh điển này, tội ấy còn nặng hơn trước gấp trăm lần, ngàn lần cho đến vô số lần mạn thủ thất lợi giả sử người khắp châu bắc Cô lô toàn là bậc dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán độc sắc, đồng như thóc lúa gai trúc cỏ sậy lau mía rừng vân vân không còn chỗ trống có người hung ác nổi lên giận dữ giết hại toàn bộ thánh giả ấy mạn thủ thất lợi ý ông thế nào do việc này người kia mắc tội nhiều không mạn thủ thất lợi liền bạch phật Bạch Thế Tôn rất nhiều, Bạch Thiện Thệ rất nhiều, giết một vị thánh còn đọa vào đại địa ngục vô gián, chịu khổ suốt một kiếp, huống chi giết hại trường ấy thánh giả, người kiếp mắc tội không thể kể hết. Phật bảo Bồ Tát mạn thù thất lợi, người nào hủy bán kinh điển này tội ấy còn nặng hơn trước gấp trăm lần ngàn lần cho đến vô số lần. Mạn thù thất lợi, giả sử nghiền nát bốn đại châu này thành cực vi, mỗi cực vi là một đức Phật có một chúng sanh tà kiến độc ác khởi tầm hùng ác muốn giết hết số đức phật ấy cướp đoạt tất cả của cải pháp tài phá diệt của pháp và thuốc pháp của thế gian mạn thù thất lợi ý ông thế nào chúng sanh hung ác kia mắc tội có nhiều không mạn thù thất lợi liền thưa phật bạch thế tôn rất nhiều bạch thiện thệ rất nhiều chúng sanh kia mắc tội vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn không thể kể hết đối với việc đó con còn chẳng muốn nghe Huống Hồ có thể nói về tội lỗi đó nhiều hay ít, nếu hại một đức Phật còn đọa vào đại địa ngục vô gián, chịu khổ nhiều kiếp, huống chi giết nhiều chư Phật thế tôn như vậy, chúng sanh này chắc chắn phải chịu khổ trong đại địa ngục vô gián không hẹn này ra. Phật bảo Bồ Tát Mạn Thù thất lợi, nếu có người hủy báng cản trở kinh này không cho truyền bá rộng rãi, không cho cúng dường, tội này nặng hơn tội trước gấp trăm lần, ngàn lần cho đến vô số lần. Mạn Thù thất lợi. Giả sử tất cả hữu tình trong ba ngàn đại thiên thế giới đều trải qua trăm ngàn vô số đại kiếp, tu đủ tất cả hạnh của các Bồ Tát đều chứng được quả vị vô thượng chánh đằng Bồ Đề, thì chúng sanh ác kia vì nghiệp ác nặng nề nên vẫn chưa thoát khỏi khổ trong đại địa ngục. Mạn thù thất lợi đối với địa ngục vô gián ở khắp mười phương cõi, không có địa ngục nào mà chúng sanh ác kia không trải qua nhiều kiếp chịu khổ, huống hồ các địa ngục bàng xanh cõi quỷ. Vì sao? Vì kẻ ngu si phá hoại mẹ pháp thân của chư Phật trong mười phương ba đời. Nếu hứa kẻ kia chịu khổ nặng nề trải qua nhiều kiếp như vi trần như nói ở trước, sau ra khỏi ba cảnh giới ác, sanh vào trong loài người, mắc bệnh ngạt nghèo, không có thuốc thang nào chữa khỏi, lại phải trải qua nhiều kiếp như vi trần, vừa ra đời thì không có lưỡi hoặc không có tay vân vân trải qua số kiếp như vi trần này. Bạn thủ thất lợi ta dùng thần lực trụ đời một kiếp hay hơn một kiếp, nói về tội báo của chúng sanh hủy báng cản trở kinh này cũng không thể hết, Mạn thủ thất lợi. Những người có trí muốn được an lạc ngay trong đời hiện tại và vị lai thì chớ nên hủy bám và ngăn cản kinh này.